Thời điểm trước, trong và sau Tết các bạn thường hay làm gì? Ăn này, chơi, lại ăn, xong rồi lại chơi. Thế nhưng đối với những bạn có kế hoạch thi IELTS trong khoảng thời gian tháng 2, tháng 3 sau Tết thì thời điểm này chính là thời điểm vàng để các bạn có thể bứt phá, tăng tốc để chạy về đích. Và ngày hôm nay Bách sẽ giới thiệu cho các bạn 3 cuốn tạp chí, 3 cuốn sách rất phổ biến cho người học IELTS và đặc biệt dành cho những ai đang chạy nước rút về đích hay đơn giản thôi dành cho những bạn nào đang có quá nhiều thời gian rảnh trong dịp Tết năm nay. À nói nhỏ nhá, cuốn tạp chí cuối hơi bị khó mua nha. Và đầu tiên rồi chắc chắn là bộ sách Cambridge Practice Test for IELTS. Đây là một cuốn sách giúp các bạn tăng điểm listening và reading một cách vượt trội bằng cách đó là làm thật nhiều cái đề test giả lập của Cambridge đưa ra. Và các bạn ơi, nếu mà các bạn đang có kế hoạch thi IELTS trong vòng tháng 2 và tháng 3 sau Tết thì Bách khuyên là hãy làm quyển số 10 cho đến quyển số 16 các bạn nhé. Chắc chắn điểm listening và reading sẽ tăng vào lọt luôn. Và cuốn sách thứ hai giúp các bạn tăng tốc về đích và đạt được band điểm mà mình mong muốn sau dịp Tết này đó chính là cuốn 100 Essays That Could Change The Way You Think của tác giả Brianna West. Bách rất cảm ơn một người bạn của Bách đã dành tặng cho mình cái cuốn sách này. Thì ở trong cuốn sách này thì gồm có 101 bài luận về rất nhiều chủ đề. Thì thông qua cuốn sách này Bách học được gì? Đó chính là khả năng critical thinking. Và có rất là nhiều ý tưởng về rất là nhiều chủ đề ở trong xã hội. Và Bách có thể sử dụng nó vào trong bất kỳ bài IELTS writing nào hoặc là một bài IELTS speaking nào. Và nếu bạn nào cũng đã đọc quyển này rồi hoặc là đang có ý định đọc quyển sách này thì hãy comment cho Bách biết nhé. Và tạp chí cuối cùng mà Bách tin chắc rằng là rất khó có thể tìm được ở ngoài hiệu sách đó chính là tạp chí IELTS Insights năm 2023 do IELTS Fighter biên soạn. Đây là một ấn phẩm song ngữ Anh-Việt với 120 trang gồm có 6 phần như sau. Đầu tiên đó là những chú ý đặc biệt và không ai nói cho bạn biết khi đi thi IELTS. Thứ hai đó là một lộ trình học cực kỳ tinh gọn cùng với những tài liệu vô cùng hay và độc đáo. Thứ ba, rất nhiều samples, câu hỏi và câu trả lời, các đề IELTS Writing và IELTS Speaking dành cho những bạn nào đang chuẩn bị thi trong quý 1 năm 2023. Các bạn chờ đón nhé. Và vô vàn những bí mật khác đang đợi các bạn khai phá trong tạp chí IELTS Insight năm 2023 của IELTS Fighter. Hãy nhấn vào đường link trong phần mô tả để các bạn có thể mở khóa tất cả những điều đang chờ đón bạn trong tạp chí IELTS Insight năm 2023 của IELTS Fighter các bạn nhé. Happy New Year!